Đại chiến Việt Nam - Malaysia. Với một lực lượng hùng hậu, cùng tinh thần đang lên rất cao sau chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka cách đây ít hôm, đội tuyển Malaysia đang đặt quyết tâm rất cao trong việc hạ đo ván thầy trò Park Hang-seo. Đội tuyển Malaysia lúc này đang có thiên hướng tấn công biên khi sở hữu những cầu thủ chạy cánh tốc độ, mạnh mẽ, có khả năng cán lướt tốt. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ phải trả giá khá đắt, mà bằng chứng chính là những bàn thua trong các trận gặp Indonesia và UAE tại vòng loại World Cup 2022. Việc các hậu vệ biên của Malaysia thường xuyên dâng cao tấn công thực sự đã trở thành một con dao hai lưỡi với đội bóng. Vì thế, nếu Malaysia tiếp tục đá tấn công ở Mỹ Đình, họ hoàn toàn có thể đối mặt nguy cơ rơi vào bẫy mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã dựng sẵn. Đội tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc đang thi đấu phòng ngự phản công tương đối hiệu quả nhờ sự cơ động và nhanh nhẹn của các cầu thủ chạy cánh như Văn Toàn, Trọng Hoàng, Hồng Duy. Và một khi đã dính phải đòn hồi mã thương, người Mã sẽ rất khó có thể gượng dậy. Song nói gì thì nói, để đánh bại người Mã ở thời điểm hiện tại cũng không phải chuyện đơn giản khi đối thủ đang sở hữu hàng tấn công chất lượng. Vì thế, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu cực kỳ hiệu quả và tận dụng tốt các cơ hội. Có như vậy, họ mới có thể giữ lại được 3 điểm sau trận đấu tối nay. Một ngày trước khi bước vào trận đấu với đối thủ Malaysia vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 10 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam. 23 cái tên có mặt ở danh sách cuối cùng của đội tuyển Việt Nam đều là những cầu thủ có năng lực và phong độ cao nhất để sẵn sàng vào sân theo yêu cầu của thầy Park. Hai cầu thủ không may mắn bị loại khỏi danh sách chính thức lần này là hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và Trần Văn Kiên. Ở trận sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ mặc trang phục áo đỏ, quần đỏ truyền thống. Còn Malaysia sẽ mặc trang phục vàng. Trọng tài 34 tuổi người Iran, Moaboanifat, cầm còi trận này. Đây là lần đầu tiên ông làm nhiệm vụ ở một trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Sáng 9 tháng 10, huấn luyện viên và cầu thủ hai đội tuyển Việt Nam với Malaysia đã bước vào cuộc họp báo trước trận để trả lời những câu hỏi của giới truyền thông hai nước. Tại buổi nói chuyện này, ông Tang Chen Ho, vị thuyền trưởng đội tuyển Malaysia đã dành những lời khen cho sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân này phát biểu: "Đội tuyển Việt Nam đã có sự cải thiện về nhiều mặt sau chung kết AFF Cup 2018, từ đội hình, chiến thuật và thể lực, họ đã đạt được những thành công nhất định. Ở trận này, chúng tôi phải đối đầu đội tuyển Việt Nam khi họ được đá trên sân nhà dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Họ trông chờ vào kết quả tốt nhất trong trận đấu tới nên chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ, hướng đến lối đá đẹp, hiệu quả. Trong đội hình của chúng tôi nhập tịch một số cầu thủ đến từ các nước châu Phi. Để nhận xét về phong độ và sự hòa nhập, thể trạng tốt, thể lực và chiến thuật đang rất tốt. Đang chuẩn bị thêm nữa để các cầu thủ của tôi có được kết quả tốt trong trận đấu tới và tiến xa tại vòng loại World Cup 2022. Về phần mình, ngôi sao Syafiq Ahmad của tuyển Malaysia cũng hy vọng sẽ có được một kết quả tốt tại Mỹ Đình tối 10 tháng 10. Cầu thủ này cho biết: "Tôi rất vui khi được trở lại đây. Đội tuyển Malaysia đã thi đấu và làm quen với sân vận động Mỹ Đình tại AFF Cup 2018. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ giúp các cầu thủ Malaysia có được nhiều kinh nghiệm khi thi đấu tại sân nhà của các bạn. Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt nên chúng tôi kỳ vọng nhiều vào trận đấu ngày mai. Hy vọng đội sẽ có kết quả tốt khi ra về." Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao tuyến tiền vệ của Malaysia. Chia sẻ về những chú hổ Malay, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những đánh giá chung. So với AFF Cup thì Malaysia có sự khác biệt, có thêm cầu thủ nhập tịch nên họ đã mạnh hơn. Lối chơi của đội tuyển Malaysia đã ổn định, an toàn hơn, tuyến tiền vệ của họ đã mạnh hơn. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi không chú trọng đến thông số đối đầu trước đây. Mọi thứ là quá khứ. Không nên quá dựa vào kết quả trước đây để đánh giá. Tôi không dám khẳng định 100% nhưng muốn thắng trận ngày mai. Theo quan điểm của em thì quan trọng nhất là vấn đề tinh thần. Khi mà các cầu thủ bản thân với cái tinh thần tốt nhất có thể gắng sức khó khăn và mệt mỏi sẽ vượt qua được những cái khó khăn tốt nhất. Đúng là về cái Uri Lan thì nó hơi gây tiếng ồn. Kinh kiến hơi tệ, Uri Lan kiểu hôm quê rồi. Đã thấy nhức tai, đặc biệt là anh em trong sân ở đây vẫn bị trao đổi xoắn khó khăn. Vũ dây là. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã dành 500 vé để bán cho các đối tượng ưu tiên là các thương binh có giấy tờ xác nhận vào chiều ngày 9 tháng 10. Tuy nhiên, vài tiếng trước khi mở bán, một cảnh tượng không đẹp đã xuất hiện. Rất nhiều thương binh đã quây kín cổng liên đoàn và to tiếng, thậm chí có người còn ném gạt nạng và định trèo qua cổng sắt vào bên trong. Tôi cho không là bọn tôi đăng ký mà tôi
Dù trận đấu phải 20 giờ mới diễn ra, nhưng thành phố Hà Nội sẽ phân luồng giao thông từ lúc 15 giờ, tức 3 giờ chiều. Cụ thể, ngoại trừ những phương tiện an ninh, toàn bộ những xe ô tô chở hàng từ 500kg trở lên, xe khách 16 chỗ trở lên sẽ bị hạn chế lưu thông trên tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, đường gom phải Đại lộ Thăng Long. Và trong hai khoảng thời gian 17 giờ đến 19 giờ 30 và 21 giờ đến 22 giờ 30, toàn bộ các phương tiện sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến Kim Mã Nhỏ, Đào Tấn, Liễu Giai, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng. Với việc không đảm bảo an ninh để nhiều cổ động viên nhà tấn công vào các cổ động viên đội khách trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia diễn ra trên sân Bung Karno, lãnh đạo bóng đá Indonesia PSSI đã phải nhận án phạt nặng từ AFC. Tờ Bola Sport của Indonesia cho hay, Ủy ban kỷ luật của FIFA vừa ra quyết định phạt PSSI 45.300 USD vì vi phạm điều 16 liên quan đến trật tự và an toàn trận đấu. Sau sự cố bạo loạn xảy ra trong trận tiếp đón Malaysia ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 trên sân vận động Bung Karno hôm 5 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, phía AFC không đưa ra án phạt treo sân. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia vẫn được thi đấu với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trong trận gặp đội tuyển Việt Nam trên đảo Bali. Ngày hôm qua, 8 tháng 10, giới truyền thông đã đăng tải thông tin câu lạc bộ Hà Nội bị mất suất dự cúp châu lục năm 2020 do không cử đội U15 dự giải vô địch quốc gia. Lý giải về chuyện này, ông Nguyễn Quốc Hội, nguyên chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội đã cho biết việc Hà Nội không cử đội U15 tham dự giải vô địch quốc gia là vì đã cho đội Sài Gòn mượn đội U15. Đội U15 của Hà Nội thi đấu dưới màu áo Sài Gòn tham dự vòng loại U15 quốc gia đã không qua được vòng đấu loại. Hiện tại, đội bóng thủ đô đang gửi văn bản giải trình lên VFF về việc không tham dự giải U15 2019. VFF tiếp nhận thông tin và tiếp tục gửi giải trình lên AFC. Nhưng khả năng nhà đương kim vô địch V-League 2019 được AFC nhượng bộ là không nhiều. Trong trường hợp câu lạc bộ Hà Nội chính thức không đủ tiêu chuẩn dự các giải câu lạc bộ cấp châu Á 2020, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đương kim Á quân V-League sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự các sân chơi châu lục với trận mở màn vòng sơ loại AFC Champions League. Bản tin bóng đá Việt Nam ngày 10 tháng 10 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao.